Đem gì? Cơm mà. Cơm với bắp cải á hả? Hả? Ai biết? Muốn lấy bánh mì thì lấy bánh mì cho cơm với bắp cải cho vịt ăn, rồi bánh mì cho cá với rùa ăn. Nay cho thấy im lặng vậy, không thấy nó đâu đâu mất tiêu hết rồi. Ủa, không thấy con nào luôn vậy? Im lặng luôn. Nó qua cái ao kế bên kia kìa. Nào nào. Ao xích bên đây nè, chỗ nó đi Phục xong Minh đó biết không? xong kìa, mấy vịt con với mấy vịt lớn nó đi với mấy vịt con vẫn còn, với vịt con đâu quay được đâu. À, cả bầy kìa. Cá vẫn còn dưới đây nữa nha. Cá bơi nè, miệng nó bơi một vòng đây nó đói rồi. Nó tìm đồ ăn cá đây. Bây giờ mấy anh thấy là mạnh rồi. Đó. Khùng, mấy vịt khùng dễ sợ luôn. Biết chứ ăn khùng dễ sợ. Đó, anh kéo quân lại rồi. Không, mấy con lớn này nó bay đi rồi, còn mấy anh nhỏ này nó chưa có cánh mà đâu bay được đâu. Trời, sao băm bắp cải bự quá cho nó ăn. Ăn băm nhỏ nhỏ, băm này bự quá rồi, này anh băm bự quá rồi, nó ăn được rồi. Cho nó ăn cơm. Rồi, nè. Nó ăn chuối luôn nè. À. Để sát lại chỗ chỗ ấy, để nó nhát nó đâu dám lên ăn. Ở này nó không ăn nó dơ, người ta la mình chết. Anh đói rồi, mấy anh đói lắm rồi. Cải bự quá, phải tưởng bầm nhỏ ra chứ bự quá nó không ăn đâu, bự quá cháu nó không ăn. Đói lắm rồi, mày đói đói lắm rồi. Này nó còn đói. Rồi cái này nó hơi nhát. Hôm qua nó dạng nó bò lên luôn, cái này cho nhát dữ trời. Đằng cá quá trời, cá nó bơi đỏ luôn dưới cái hồ. Nhát cái này cho nó nhát rồi. Vịt vịt này nó chơi cơm rồi, nó không ăn cơm rồi, nó ăn mì thôi à. Vịt này ăn mì thôi chứ nó không ăn cơm rồi. Cho con lên là mấy con kia bò ngược ra ngoài hết rồi. Chơi rồi. Không, đâu ăn đâu. Nó đợi anh mì chứ đâu ăn mấy này, đâu ăn cơm đâu. Chơi luôn. Gì mày? Rồi coi trò nó vườn đá nó bò vô rồi. Nó ăn cơm chứ bắp cải nó không ăn đâu, nghe bắp cải nó không ăn đâu, bắp cải bầm bự quá. Bắp cải, bắp cải, bắp cải, bắp cải.
bầm nhỏ nhỏ ăn với bự quá đâu ăn đâu. Đó, đói rồi, đói rồi. Nãy để trong bịch nó ăn rồi, nó đói. Bắp cải nó mang rồi, ăn cơm thôi à, bắp cải chơi rồi. Cải bầm nhỏ nhỏ rồi. Làm gì ăn chuối, dịch cho ăn chuối. Làm gì à? Khỉ á, dịch nào ăn chuối, ăn gì? Chơi dịch này chơi liền, có cá đâu, ok cá nó ăn rồi. Không có cá ăn kìa, không cá ăn kìa, cá chơi luôn. Đó con rùa bò lên nè, con bò lên nha. Đó, con bò lên trên tìm con, nó chắc đói lắm mới bò lên đây à. Địa phận rùa nó nằm bên bò bên kia mà anh này anh bò bên đây luôn. Dơ quá, cái này là dơ không biết, còn bắp cải đóng măng mà. Cá thôi, mấy cá ăn chuối thôi. Chơi rồi, chơi rồi, anh chơi rồi. Làm có nó đói nó ăn thì có thôi. Nó ăn không có mạnh, nó ăn thì cơm nó cũng ăn thôi, nhưng ăn không mạnh lắm. Tại là này dịch, này dịch dịch bên Mỹ nó ăn bánh mì quen rồi, chứ nó không phải này cái này không phải dịch bên Việt Nam, dịch Việt Nam là nó ăn cơm rồi. Dịch Mỹ nó ăn bánh mì thôi. Đó giờ bánh mì quăng xuống ăn mạnh chưa? Thấy không? Bánh mì là ăn khác liền. Bánh mì là ăn nó không còn luôn chứ. Hôm cơm quá trời nó ăn, nếu mà ăn mạnh nó ăn hết rồi, dưới giờ anh mì nó quăng nữa rồi, nó ăn không còn gì luôn. Không, anh mì đang mạnh dưới giờ không, anh mì đang mạnh không, anh mì xuống là ăn nó táp liền đó, anh mì là khác liền ấy. Bây giờ bánh mì không? Thấy bánh mì chưa? Lợi hại. Dịch này chỉ ăn bánh mì thôi. Thấy không? Ủa, nó dành liền, cơm quăng đâu có dành, dành kiểu đó. Thấy không? Đây có hai con rùa đang ăn chuối, hai con này. Nó lặn xuống này. Đây con lặn xuống đó, anh à. Đó anh bò lên ăn chuối này. Đó anh lặn à, nó ăn nguyên con chuối, nó chạy luôn kìa, hay đi. Thì sao mấy anh chim nó xuống nó ăn cơm nữa nha, nó gần nó không dám xuống rồi, nó ăn quá trời luôn, 3-4 chim luôn.
phải đứng nó mới chim nó dám xuống. Đó, nó tha cơm rồi, nó tha đi. Chào cả nhà nha. Giờ cho dịch ăn. Bỏ nghỉ cả nhà ơi. Ủa, mang cá dưới đợi kìa. Không, mang cá dưới đợi kìa. Ờ, quá trời luôn. Trời mưa lắm đắm rồi. Cá dưới quá trời luôn. Bơi lại. Ồ, mấy dịch bên kia đó. Nó biết mình qua đây không ta? Ờ, mà anh núp trong lùm bên kia. Đó, đây cá. Nè, lấy chuối bỏ đây, chuối là rùa lên, rùa lấy lên ăn à. Có chuối là rùa lên. Trời ơi, nó biết liền không? Quá trời cá. Này cá Mỹ nó đâu phải cá Việt Nam đâu, nó ăn cơm. Cá Mỹ nó cũng ăn bánh mì luôn, nó không bắt trước. Ồ, có con cái đuôi kia đẹp quá ha. Ừ, giống con ba đuôi. À, con cá nó đẹp dữ trời ha. Ờ, giống cái cá kiển rồi. Ờ, à, cá này cá Mỹ cũng chơi cơm luôn đó nha. Chỉ ăn ăn bánh mì thôi. Ăn đồ đồ Mỹ thôi chứ đồ. Đồ đồ Việt cái cá này nữa chơi rồi. Không ăn cơm quăng, không ăn luôn, không ngó ngàng luôn. Bánh mì nó ăn mạnh. Ngon thua. Ồ, cá này cơm không có ngàn luôn. Hết rồi. Ồ, bánh mì không? Bánh mì ăn đi không? Cá Mỹ nó khác mà đâu có giống Việt Nam mình được ăn cơm. Trời ơi. Mãi bên kia cũng ráng mộ đây luôn à. Trời ơi, cái là xưa rồi. Ờ, cũng mộ rồi. Mộ quá dành không hết. Đâu có tụi bay chứ rồi. Hả? Ở đây cũng con bự kìa, hết trời. Mấy con bự đi rồi. Này mấy nhỏ, mấy bự đi hết rồi. Chết cha mưa rồi. Mưa ở nhà ơi, mưa. Đâu? Ủa, rùa hết rồi, quăng chuối rồi rùa mới ăn chứ. Rùa không, đây không? Bánh mì nó ăn mạnh không? Ăn mạnh hơn cơm đâu ăn đâu. Bánh mì không? Mì ngon quá mà. Mưa lớn rồi, hôm nay mưa lớn không có nhỏ đâu, mưa lớn rồi. Chết cha, này mưa lớn à. Ai à, ướt à. Ướt à. Đó, cái cảnh trong mưa ha. Hai thằng bằng lòng rút dư lực ha. Cái dịch ăn không. Tình ghê luôn á. Bên đây nó che không được, chạy qua bên đây cái nha. Bên đây nó che được. À, bên đây cái lùm bên đây nữa. Ngồi quay không được, quay mấy gì. Mưa quá. Họ tìm chỗ núp, tìm chỗ núp ở nhà mưa quá. Nó quăng chuối xuống, rùa lên à, rùa nó ăn chuối á. Quăng chuối xuống rồi. Chuối là sẽ rùa nó lên. Đâu rồi tụi bay?
Tận mưa cả nha, mấy con vịt ra nó ăn tiếp nè. Nãy mưa, nãy mưa nó chui vô trong cái lùm trong đó nó núp, nó sợ ướt á, mấy con vịt nó sợ ướt á. Vịt mà sợ ướt lông cả nhà ơi. Nó tận rồi nó ra nó ăn tiếp. Không, cái mì nó ăn mạnh không? Ba cái cơm đâu ăn đâu, mì nó ăn mạnh. Này vịt tây mà, này vịt tây mà đâu phải. Tụi bay có cần đến chét ba tê rồi không? Có thịt nguội rồi, chả lụa rồi vô. Chắc phải vậy đó. Chiên mấy trái trứng nữa kẹp vô cho nó ăn. Vịt mà mưa tao cho tụi ăn tụi chốt. Ủa sao nay rùa không thấy con nào ta, rùa bên kia thấy nay hai ba con kia rồi, rồi. Hôm qua bên kia hết rồi ha. Bên kia rồi. Bây giờ nó đang ăn bên kia đó, nó tấn công bên kia đó. Hai tuần nữa thôi mấy con này là bự luôn rồi. Vừa thiết canh đủ luôn. Hai con này là mấy con bự luôn. Nò rồi, mấy này nò rồi. Ủa, mưa tiếp rồi, mưa tiếp rồi. Thôi, tìm chỗ trú mưa. Mưa tiếp rồi, anh chạy rồi. Mưa tiếp rồi. Nó sợ ướt á, mấy con vịt sợ ướt á nha. Mưa nó chui vô lùm, nó núp. Ủa, chơi ai bay. Không núp, nó chui trong núp rồi. Đó, chui trong nước. Lát hết mưa nó bơi ra ngoài lại.